Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Nhóm thực hiện chương trình xin có vài lời thông báo gửi đến quý vị. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc là chương trình hoàn toàn vô vụ lợi, được thực hiện do tinh thần yêu mến âm nhạc và muốn lưu giữ lại những tài sản tinh thần quý báu trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi không hề nhận tiền từ YouTube. Nếu có quảng cáo nào xuất hiện trong chương trình là do YouTube đã tự ý đưa vào, và số tiền thu được từ quảng cáo ấy, họ sẽ dùng một phần để trả tiền tác quyền cho những người nhạc sĩ có chủ quyền trên ca khúc, và đó là chuyện ở ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Xin quý vị hiểu và thông cảm cho chuyện quảng cáo ấy, vì ít nhiều nó cũng làm gián đoạn sự tập trung thưởng thức chương trình của quý vị. Chân thành cảm ơn. Quý vị đang theo dõi chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc, một chương trình biên khảo, sưu tập, chuyên về âm nhạc nhằm vinh danh những nhạc sĩ Việt Nam cũng như giới thiệu những sáng tác của họ từ thời kỳ phôi thai của nền tân nhạc Việt cho đến giai đoạn hiện tại. Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị khán thính giả từ khắp mọi nơi. Xin chúc sức khỏe và an bình đến với toàn thể quý vị và gia đình. Trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 209 ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những sáng tác còn lại của nhạc sĩ Duy Khánh với chủ đề dòng nhạc tình thời chinh chiến. Đây là chương trình thứ 3 và cũng là chương trình sau cùng dành tưởng niệm và vinh danh nhạc sĩ Duy Khánh. Xin mời quý vị cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 209 với chủ đề Duy Khánh và những tình khúc thời chinh chiến. Nhạc phẩm mở đầu cho chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có tựa đề Biết Trả Lời Sao, được Duy Khánh sáng tác vào năm 1965. Rất nhiều người đã có nhận xét rằng điểm đặc biệt khi sáng tác của Duy Khánh là ông không hề sử dụng những từ ngữ mang tính sáo ngữ, những danh từ bóng bẩy khó hiểu, mà ông chỉ dùng ngôn từ đơn sơ của một người bình dân, nên dòng nhạc của ông có được những nét trong sáng, thiết tha, chan chứa tình quê hương, chân thật. Dòng nhạc của Duy Khánh không khó trình bày, nhưng muốn hát cho hay thì phải hát bằng cả một tâm hồn cũng như nỗi lòng của một người đã từng sống ở miền Trung, Quảng Trị. Duy Khánh không viết những bản nhạc ca tụng tình cảm trai gái thông thường, mà ông thường lồng vào nhạc phẩm một bối cảnh của quê hương chinh chiến điêu tàn, mà nhạc phẩm Biết Trả Lời Sao là một ví dụ điển hình nhất. Ca sĩ Thanh Phong sẽ gửi đến quý vị ca khúc Biết Trả Lời Sao của nhạc sĩ Duy Khánh trong dòng nhạc tình thời chinh chiến. Gặp tôi hỏi sao lâu rồi không về thăm quê miền Trung, dù thương vẫn thương nhưng non nước chưa yên lành, quê hương còn nghiêng ngả biết trả lời sao. Biết trả lời sao cho em ấm đôi vành môi khi gió mưa trong đời mang bao đêm xa rồi, gieo bao tiếng ca u hoài những đêm canh dài, biết trả lời sao. Nhớ về thành kinh với bao tâm tình gửi về thương thương người em, giờ xa cách xa đi cho nước
nốt non quê nhà, khăn trai tim đôi là biết trả lời sao, biết trả lời sao khi chinh chiến đang tràn lan, gieo khắp tang điều tàn, vai mang chí trai tang vòng, quê hương khắc ghi trong lòng đã thương nhau rồi biết trả lời sao. Hôm xưa mình bên nhau, vầng trăng lóng bóng nước sông sâu, chung bóng đôi đầu, mong sao duyên mãi xanh màu, mong tìm lại thương mến lâu. Hôm nay mình xa nhau, đường về chiến tuyến gió mưa sâu, đôi bóng đôi đầu cho nhau hai tiếng kinh cầu, xin cuộc đời thương lẫn nhau. Khi biết rằng đời trai chiến chinh không hẹn trở lại ngày mai chung lời ca, thì em hỡi em bao nhiêu ước mơ trong đời như mây chiều trôi nổi như mộng tàn thôi. Biết trả lời sao đêm đêm núi cao rừng sâu, theo bước chân quân hành đi cho nước non thanh bình, mai đây có ai thương mình chi trai không thành, biết trả lời sao. Mình xa nhau, đường về chiến tuyến gió mưa sâu, đôi bóng đôi đầu cho nhau hai tiếng kinh cầu, xin cuộc đời thương lẫn nhau. Khi biết rằng đời trai chiến chinh không hẹn trở lại ngày mai chung lời ca, thì em hỡi em bao nhiêu ước mơ trong đời như mây chiều trôi nổi như mộng tàn thôi. Biết trả lời sao đêm đêm núi cao rừng sâu, theo bước chân quân hành đi cho nước non thanh bình, mai đây có ai thương mình chi trai không thành, biết trả lời sao. 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 Là một bài tình ca chan chứa những cảm xúc nhớ nhung luyến tiếc, nhạc phẩm Điệu Buồn Chia Xa của nhạc sĩ Duy Khánh gợi lại trong lòng người biết bao hoài niệm về một tình yêu ngày cũ. Đó là một tình yêu đầy ắp những ngọt ngào, bên nhau những mùa xuân nồng nàn hạnh phúc, họ gắn bó từng ngày cùng chia sẻ ngọt bùi. Thế nhưng vẫn là hai chữ thế nhưng trong cuộc đời để cho niềm hạnh phúc ấy không còn. Dòng đời nghiệt ngã để họ xa nhau, tình yêu giờ đã là một mối tình lận đận, nhưng hình bóng người xưa vẫn không xóa mờ trong tâm khảm. Rồi vẫn là một đoạn kết rất buồn, cho dù người ra đi vẫn khuyên: thôi chớ buồn nghe em, tình xưa trừ đã lỡ, mộng xưa đã tan vỡ, theo hạ về bơ vơ. Thank you.
không em, ngày xưa mình gặp gỡ bên vườn hoa trắng nở, ôi ngọt ngào yêu thương. Rồi qua bao mùa xuân ta bên nhau từng ngày, ta thương nhau từng ngày, ta chia nhau ngọt vui. Theo bước từng đông qua, vườn xưa chừ tan tạ, dòng đời trôi nghiệt ngã theo điều muốn chia xa. Chừ bên tê trời đông, em ôm đời bạc phận, em khóc tình lận đận nhạt phai má. Anh xa rời quê hương, không quên người yêu cũ, bao năm dài phong sương mang theo tình giang dở. Ai xui mình gặp gỡ, ai xui mình yêu nhau, để một trời thương nhớ chờ buồn em. Tình xưa chừ đã lỡ, mộng xưa đã tan vỡ, theo hà về bờ mơ. Hẹn gặp em nghìn sau, ta trốn đi tình sâu, ta cho nhau tình đầu, cho nhau nụ nhau.
gặp em nghìn sau, ta trốn đi tình sâu, ta cho nhau tình đầu, cho nhau nụ hôn đầu. Hẹn gặp em nghìn sau, ta trốn đi tình sâu, ta cho nhau tình đầu, cho nhau. Nhạc phẩm Điệu Buồn Chia Xa vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với sự trình bày của chính tác giả ca nhạc sĩ Duy Khánh. Năm 1988, Duy Khánh được người em gái bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Thoạt đầu ông hát độc quyền cho trung tâm băng nhạc Làng Văn, nhưng sau đó tách ra và thành lập trung tâm Trường Sơn. Duy Khánh và người vợ sau cùng là Thúy Hoa, cùng ba con sống tương đối chật vật. Tuy giọng ca vẫn còn truyền cảm, nhưng ngoại hình đã giảm sút. Cái dáng dấp cao ráo, hào hoa của ngày nào đã không còn nữa. Thay vào đó là dấu tích nhục nhằn và sự tàn phá cơ thể của rượu chè sau bao nhiêu năm tháng chồng chất. Vì thế, việc tìm kiếm một chỗ đứng cũng không phải là dễ dàng bên cạnh một thế hệ ca sĩ trẻ trung đang lên tại hải ngoại. Tuy nhiên, vì lòng yêu nghệ thuật và cũng vì sinh kế, ông đã ca hát cho đến khi kiệt lực, kiếp tầm đến thác vẫn còn nhà thơ. Trong dòng nhạc tình Việt Nam, đã có rất nhiều những nhạc sĩ đã đưa tên người trong mộng của mình vào nhạc khúc bằng cách này hay cách khác. Có người công khai nói rõ điều đó, nhưng cũng có những nhạc sĩ chỉ khéo léo lồng vào nhạc phẩm tên người mình yêu, mà đôi khi khán thính giả có người biết được chuyện ấy, cũng có khi không ai biết đến. Rõ ràng nhất và đã đưa ngay tên riêng vào tựa đề của nhạc phẩm, chẳng hạn như nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển và nhạc phẩm Thu Hát Cho Người, hay là Mai của Quốc Dũng, Thúy Đã Đi Rồi của Y Vân, vân vân. Cũng có những nhạc phẩm chỉ nhắc đến tên của người trong mộng nơi phần lời của ca khúc mà thôi. Trong nhạc phẩm có tựa đề là Đêm Bơ Vơ, đã được Duy Khánh sáng tác vào năm 1973, cũng là một trong số những ca khúc ấy. Giai thoại đã cho rằng người thiếu nữ được Duy Khánh nhắc đến tên trong ca khúc Đêm Bơ Vơ chính là nữ ca sĩ Bằng Châu. Người ca sĩ có tên thật là Nguyễn Thị Xuân Mai. Những giai thoại này đã đưa ra một số bằng chứng cụ thể mà chúng tôi cũng chỉ xin trích dẫn ra đây để hầu chuyện cùng quý vị mà thôi. Vì một lần nữa xin được nhắc lại, những giai thoại đi kèm với ca khúc chưa chắc là hoàn toàn đúng với sự thật. Chúng ta chỉ tìm hiểu thêm để cảm nhận ca khúc và tâm tình của người nhạc sĩ trong khi sáng tác mà thôi. Thời gian năm 1973, quả thật cũng chính là thời điểm nhạc sĩ Duy Khánh đang đào tạo, hướng dẫn cho giọng ca của nữ ca sĩ Bằng Châu. Không ai có thể khẳng định giữa họ có chút quan hệ tình cảm nào hay không, hay là hình ảnh của người thiếu nữ tên Xuân Mai ấy chỉ là một tình cảm đơn phương đến từ nhạc sĩ Duy Khánh. Mặc dù trong nhạc phẩm Đêm Bơ Vơ, tên Xuân Mai chỉ được nhắc đến một cách vô cùng khéo léo qua hai câu: Xuân ơi Xuân, Xuân ơi Xuân đã đi rồi, trời bây giờ là trời đông thôi, mai em về, mai nhé em. Nếu chỉ với hai câu ấy mà đưa đến kết luận đó là tên của Xuân Mai, tức ca sĩ Bằng Châu, thì kể ra cũng có phần hơi chủ quan. Thế nhưng có người lại nhận xét rằng, nếu không phải là tên Xuân Mai, thì tại sao hai chữ ấy lại được nhạc sĩ Duy Khánh cho viết hoa và in trong tờ Nhạc Rời xuất bản trước năm 1975. Điều này thì quả thật là đúng. Hai chữ Xuân và Mai đều đã được ông viết hoa trong bản nhạc gốc và đã được phát hành trong giai đoạn ấy. Thực hư như thế nào, chúng ta cũng không rõ, vì chính bản thân của Duy Khánh cũng như nữ ca sĩ Bằng Châu chưa bao giờ đề cập đến chuyện này. Chúng tôi chỉ xin mượn giai thoại về nhạc phẩm ấy để giới thiệu đến quý vị ca khúc Đêm Bơ Vơ, một sáng tác có thể nói là vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Duy Khánh trong dòng nhạc tình thời chinh chiến của ông. Và cũng vì giai thoại ấy, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Bằng Châu, người được coi là nguồn cảm hứng cho Duy Khánh sáng tác tình khúc Đêm Bơ Vơ. Đêm bơ vơ
Nhạc phẩm Lối về đất mẹ đã được nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác vào khoảng năm 1965, là một người con nặng tình với quê hương làng xóm và một tình thương tha thiết dành cho người mẹ hiền. Duy Khánh sáng tác Lối về đất mẹ với tất cả nỗi niềm của người con ra đi theo tiếng gọi của non sông đất nước. Tuy xa rời mẹ và quê hương nhưng trong lòng còn vẫn ấp ủ một niềm tin tưởng sẽ có một ngày đất mẹ chan hòa niềm vui khi đón người con thân yêu trở về bên mẹ. Lối về đất mẹ có những giai điệu êm ái thiết tha kết hợp cùng những ngôn từ chứa chan cảm xúc. Có lẽ người con nào khi ra đi cũng ôm theo một niềm khát khao được một lần trở lại, như lời nhạc thật đẹp trong một bức tranh đầy những nét thơ mộng ngọt ngào. Chiều nay lối về đất mẹ là đây, đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy. Tâm tư tình cảm của người con đã xa rời mảnh đất quê hương và người mẹ hiền trong nhạc phẩm Lối về đất mẹ sẽ được gửi đến cùng quý vị khán thính giả với tiếng hát của Duy Khánh. Thank you.
ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bên, nước chia hai đường nước chưa về, xót thương cho người lỡ câu thề lên đường tử lý, hỏi lòng mình lưu luyến gì. Mẹ ơi, chỉ còn đất mẹ mà thôi, để con đi gìn giữ cho đời. Đã mang trong lòng kiếp con người, hãy thương nhau hoài chớ quên lời, mong một ngày mai tràn hoa đất mẹ niềm vui. Chiều chiều, chiều chiều trông về biển khu, lòng cảm ơn hoán quân khu. Ơi à, à ơi, à ơi. Chiều nay lối về đất mẹ là đây, đường xưa con nấp nổ bóng trăng gầy, có nghe đêm trường tiếng ru hời, có nghe đêm trường tiếng ai cười, suối lệ đoạn viên giữa lòng đất mẹ chiến biên.
Nhiều người đã từng thắc mắc vì sao ca nhạc sĩ Duy Khánh lại lấy nghệ danh là Duy Khánh, thì đã được ông cho biết. Trong một chương trình phụ diễn tại rạp Thanh Bình trên đường Phạm Ngũ Lão, cạnh chợ Hòa Bình trước đây, Duy Khánh đã lần đầu được gặp nhạc sĩ Phạm Duy, một người mà ông rất ái mộ, nhận thấy tài năng của ca sĩ Hoàng Thanh, tức là một trong những nghệ danh của ca sĩ Duy Khánh khi ông chưa được nhiều người biết đến. Nhạc sĩ Phạm Duy đã mời ông tham gia vào một chương trình trên đài phát thanh Sài Gòn cùng với một số ca sĩ tên tuổi lúc bấy giờ như Nhật Trường, Mai Trường, Trần Ngọc, tức là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và đó cũng là thời kỳ mà ông chuyển sang chọn nghệ danh mới cho mình là Duy Khánh. Chữ Duy được lấy từ tên của nhạc sĩ Phạm Duy, là người mà ông vô cùng ái mộ, cũng là tác giả của rất nhiều nhạc phẩm mà Duy Khánh hát lúc bấy giờ. Chữ Khánh là tên một người bạn rất thân của ông, là Phạm Hữu Khánh. Duy Khánh từng là giọng hát chính của các ban nhạc nhờ tiếng hát trong sáng, mạnh và giàu sức ngân. Ông có thể ngân dài đến 21 nhịp và chuyển từ thấp lên cao, vượt 2 bát độ một cách nhẹ nhàng. Có lần trình bày nhạc phẩm Vọng Ngày Xanh của Khánh Băng, Duy Khánh đã ngân đoạn kết lâu đến nỗi khán giả vỗ tay tán thưởng đến lần thứ tư mà tiếng ngân của ông vẫn còn nhẹ nhàng, rồi mới dần dần tan biến. Các nhạc sĩ như Phạm Duy, Trầm Từ Thiên, Nhật Ngân, Phạm Thế Mỹ, v.v. đã từng cho biết là chính nhờ giọng ca truyền cảm của Duy Khánh mà các nhạc phẩm của họ đến được gần hơn với công chúng. Một lần nữa, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị giọng hát đặc biệt này cùng song ca với tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương trong một nhạc phẩm của Duy Khánh với tựa đề Mừng Anh Chiến Sĩ, một sáng tác trong dòng nhạc tình thời chinh chiến của ông, có nội dung viết về tình quân dân trong thời ly loạn. Giặc tù không còn nữa, quê nhà mình được vui bình yên, thì xin ghi nhớ công ơn những người trai Việt hùng anh. Tặng anh một trái dừa non, để anh uống vô mắt lòng, để anh đánh giặc thêm hay. Tặng anh một tấm khăn này, để anh lau mồ hôi đổ vì dân anh giết thù.
với chủ đề viết về tuổi học trò và nỗi vấn vương phải dã từ mái trường khi mùa hè về, nhạc sĩ Duy Khánh đã sáng tác nhạc phẩm có tên Mùa Chia Tay. Tuy dường như nhạc phẩm này đã không được phổ biến mạnh mẽ như nhạc phẩm Trường Cũ Tình Xưa, nhưng Mùa Chia Tay vẫn là một nhạc phẩm đã được rất nhiều người yêu mến. Những cảm xúc của Mùa Chia Tay có lẽ là cảm xúc chung của những người học trò trong lứa tuổi cấp sách đến trường. Không chỉ là một cuộc chia tay bình thường mỗi khi hè về để sang niên học mới, bạn bè lại gặp gỡ nhau. Nhạc phẩm Mùa Chia Tay của Duy Khánh đã viết về một mùa hè của năm học cuối cùng, khi những người học sinh đã trải qua đời học sinh với biết bao kỷ niệm êm đềm, để rồi từ đây họ sẽ rời xa cuộc đời ấy. Mai đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời, xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Biết bao người trai trẻ đã bước vào cuộc chiến, từ đây súng gươm là bạn, bút nghiên chỉ còn là cố nhân. Ngập ngùi nhớ lại như mấy ngày hôm qua, bạn bè vừa gặp vừa quen, nay đã phải chia lìa. Còn lại trong tâm tư người học sinh là những cánh phượng buồn đỏ thắm đang rơi rụng nơi một sân trường vắng lặng. Kính mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Mùa Chia Tay với sự trình bày của hai tiếng hát Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà. Chiều nay hẹn trở về đây, Phượng Thắm ơi, Phượng Thắm rơi đây, lại cách xa nhau 90 ngày, hay là một thế kỷ dài mà lòng ai đang khóc ai. Một ngày nào mình mới gặp nhau, Phượng đã phai về trắng du sầu. Tà áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rũ bóng u sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiêng là cố nhân thôi. Nhạc sầu rơi tan tác người ơi, tiếc thương vì lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Mình mới gặp nhau, Phượng đã phai về trắng du sầu. Tà áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rũ bóng u sầu, khóc đời chia rẽ tình sâu. Đường xuôi
tìm lại lưu bút thôi. Đời trai chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiêng là cố nhân thôi. Nhạc sầu rơi tan tác người ơi, giờ phút chia tay đến đây rồi. Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Tiếp tục dòng nhạc tình thời chinh chiến của Duy Khánh, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cuộc sống để bảo vệ cho quê hương giữ an bờ cõi. Nhạc phẩm có tựa đề Người Anh Giới Tuyến. Ca khúc đã được Duy Khánh sáng tác năm 1968. Người Anh Giới Tuyến không chỉ tôn vinh, tri ân hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mà còn là một lời cảm tạ của những người nơi hậu tuyến đối với những hy sinh cao cả ấy của người lính nơi tuyến đầu tổ quốc, mà hình ảnh biểu tượng cho những người ấy chính là những người em gái hậu phương mà trong giai đoạn lúc bấy giờ thường được ví von như những người yêu của lính. Ca khúc Người Anh Giới Tuyến sẽ được gửi đến quý vị bằng tiếng hát của nữ ca sĩ Xuân Thu. Chuyện ngày tranh đấu thành
vui niềm. Tuy xa xôi biết anh san khổ trăm miền, nói về nỗi lòng của những người yêu nhau và xa nhau trong thời chiến, không thể không nhắc đến một sáng tác rất trữ tình của nhạc sĩ Duy Khánh đã được sáng tác vào khoảng năm 1967, nhạc phẩm Trăm Năm Bến Cũ, có âm hưởng mượt mà cùng ngôn từ chan chứa ý tình tha thiết. Với tựa đề Trăm Năm Bến Cũ, có lẽ chúng ta đều cảm nhận được ý nghĩa sâu xa mà nhạc sĩ đã gửi gắm trong nhạc phẩm. Với một tình yêu sắt son của đôi người trẻ tuổi, tình yêu ấy sẽ là trăm năm, sẽ là một ước hẹn, một gắn bó mãi mãi. Vầng trăng trên dòng Hương Giang đã là nhân chứng cho lời thề ước khi quê hương khắp chốn điêu linh, người đợi người giữa lúc xuân xanh. Thế là tình yêu đứt đoạn, người ra đi biển biệt để lại một nỗi buồn nhớ khi dòng sông nước Hương Giang thổi về những cơn gió lạnh trong tâm hồn người ở lại nơi bến cũ, nơi bằng trăng ngày xưa giờ đã trở về chiều nay. Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay, thấp thoáng kinh đô bóng sầu nắng chiều trên vai, hẹn hò tìm về tương lai, dấu cho ngày chiến tranh dài. Đã bao thu rồi ta chẳng gặp ta, vang tiếng ca cầm giữa đêm chẳng đời. Còn nhiều phong ba thì mình còn nhiều chia xa, xin đừng quên chuyện ngày qua. Nước non còn đây, tình yêu non nước chưa đầy, thì đừng mơ chi phút xuân vầy để người đi theo năm chốn điêu linh. Người đời người giữa lúc xuân xanh, nhớ ai chẳng về bên cũ chiều nay. Sông nước Hương Giang chờ giấc lạnh đầy, dù đời còn nhiều trong gai mà lòng người còn thương ai, nên còn mong đời từ đây. Phút xuân vầy để người đi theo năm tháng.
chốn điêu linh. Người đời người giữa lúc xuân xanh, nhớ ai chẳng về bên cũ chiều nay. Sông nước hương giang chờ giấc lạnh đầy. Đời còn nhiều trong gai mà lòng người còn thương ai, nên còn mong đời từ đây. Tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Vũ vừa gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Trăm năm bến cũ. Những cuộc chiến kéo dài triền miên trên quê hương đã gây nên biết bao cảnh chia lìa mất mát. Có lẽ trong những đổ vỡ gây đau đớn cho lòng người là sự chia ly trong đời sống những người trẻ tuổi. Tình yêu lúc đầu đời đẹp đẽ, ngọt ngào, đầy ắp những mộng mơ của đôi lứa đang độ thanh xuân. Thế mà vì chiến cuộc khiến đôi người đôi ngã. Từ đây, bước chân anh trên những con đường hành quân sẽ đưa anh đi không hẹn ngày trở lại, dã từ tất cả bao đam mê, bao thương nhớ để dâng trọn đời trai cho quê hương. Có những đêm hành quân qua một thôn làng, anh nghe tiếng ru hời của người mẹ vọng đưa nỗi buồn của niềm cô đơn lẻ loi. Nghe trong đêm sầu tiếng kinh cầu tha thiết cho một ngày mai, ngày tương lai có một vùng quê hương đêm đêm ánh trăng soi êm đềm, nối liền hai tâm hồn sau những ngày buồn chiến tranh. Đó là những nỗi niềm trong nhạc phẩm có tên Vùng quê tương lai của nhạc sĩ Duy Khánh mà chúng tôi xin được giới thiệu đến cùng quý vị khán thính giả với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Gặp nhau trong đêm nay thôi, sớm ngày mai anh xa em rồi. Chúng mình trả lại ngày vui, giã từ bao đam mê trong đời. Gọi anh, gọi em, ngỡ ngàng lệ rưng đường đêm, ngẩn ngơ tình thương đôi mi. Từ đây em đưa anh đi, nếu một mai anh chưa tin về, giữa trời loạn lạc miền quê, chiến trường xa đâu quên câu thề. Vì anh còn thương nửa trời Việt đang sâu hơn, nên cho quê đường xa nghe tiếng ru hời mẹ ru, thương ai con thơ lẻ loi, gọi tên quê hương biển dâu qua tiếng kinh cầu giữa vùng trời sâu, tin đời vẫn khổ ngày sau. Một vùng quê hương trong tương lai, có vầng trăng em soi lâu dài, chúng mình lại ngồi gần nhau, nối lại bao yêu thương ban đầu. Để anh, để em, giữa trời Việt vui chiến miên, thiên thu chung đôi bình yên. Thank you.
mình lại ngồi gần nhau, nối lại bao yêu thương ban đầu. Để anh, để em, giữa trời Việt vui triền miên, thiên thu chung đôi bình yên. Thư về em gái Thành Đô là một nhạc phẩm đã được sáng tác vào khoảng năm 1967. Nhạc phẩm là cảm xúc của một người trai lính chiến gửi về cho người yêu ở lại qua những dòng thư chứa chan bao yêu thương, nhung nhớ, quyến luyến. Thư về em gái Thành Đô đã được viết bằng những giai điệu đằm thắm, ngọt ngào. 10 năm là một khoảng thời gian dài để cho những người yêu nhau không được gần bên nhau. Hơn thế nữa, 10 năm xa nhau vì cuộc chiến, người nơi chiến tuyến, người ở hậu phương thì nỗi xa cách ấy càng là một khoảng cách xa vời vợi. Nơi tuyến đầu, vây quanh là rừng xanh ngút ngàn, là những đêm dài mưa đổ triền miên, còn chốn hậu phương là đô thành hoa lệ, đầy ánh sáng, đầy mê đắm, với những vòng tay ngà mở rộng, tưng bừng tiếng đàn, lời hát. Người lính khi xa rời mái trường, 10 năm quân hành, ôm trong lòng một lời ước hẹn khi chia tay, tâm hồn đầy ắp những kỷ niệm của một thuở yêu nhau. Và chỉ còn xin người yêu một lời hẹn ước, dù đã qua 10 năm dài xa cách. Nhớ câu thề, một lần chia tay, có hoa vương cuối chiều nắng hè. Đến bây giờ, dù ai hãy hồ, xin em nhớ tiếng xưa đợi chờ. Bóng hình trong tiếng hát ấm êm đầy xanh.
làm sao tôi nói hết trong gian tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi vì nghe lời khăn khoải quê mình đau xót. Quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Chế Linh trong nhạc phẩm Thư về em gái Thành Đô. Quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi cùng dòng nhạc của nhạc sĩ Duy Khánh trong 3 chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc liên tiếp vừa qua. Và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu đường lối sáng tác cũng như thưởng thức gần như toàn bộ tất cả những sáng tác của ông mà chúng ta hiện còn lưu giữ được. Chúng tôi xin được kết thúc dòng nhạc tình Duy Khánh ở đây với một nhạc phẩm có thể coi như tiêu biểu và phổ biến nhất cho dòng nhạc của ông. Bởi sáng tác này bao gồm tất cả những chủ đề mà ông đã chọn để cho ra đời những ca khúc, đó là quê hương, tình yêu và thân phận con người trong thời khói lửa biên đao của đất nước. Nhạc phẩm có tựa đề Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê. Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê đã được nhạc sĩ Duy Khánh sáng tác trong một lần ông cùng với đoàn văn nghệ của quân đội tham dự lễ hội Thác Luông ở Lào. Đây là một lễ hội lâu đời của nước Lào được tổ chức vào khoảng tháng 11 hàng năm và vẫn còn tiếp tục cho đến hiện tại. Lễ hội Thác Luông ngoài phần lễ nghi có liên quan đến tín ngưỡng dân gian thì phần khác là vui chơi giải trí, và trong đó phần quan trọng nhất là đêm văn nghệ với thành phần tham gia biểu diễn của nhiều đoàn văn nghệ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ca nhạc sĩ Duy Khánh đã có mặt trong đoàn văn nghệ của Việt Nam Cộng Hòa năm ấy, gặp gỡ các kiều bào và các quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện đang có mặt tại Lào. Ông đã có cảm hứng và sáng tác Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê như một lời tâm tình nhắn gửi đến những đồng hương đang sống xa quê hương. Sau này khi sang định cư nơi hải ngoại, nhạc sĩ Duy Khánh đã đổi lại một số câu trong lời nhạc cho phù hợp với hoàn cảnh mới khi ông đã sống xa quê hương. Chẳng hạn như hỏi anh bao nhiêu thu rồi, biên cương xa vời mơ ước gì hỡi lòng trai, đã được ông đổi thành hỏi anh bao nhiêu thu rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỡi lòng trai, hay là 20 năm chinh chiến điêu tàn đã được đổi thành bao nhiêu năm chinh chiến điêu tàn, hoặc là câu hát anh ơi cho dù anh trở về quê hương hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề, đã được đổi thành biển biệt quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề. Nhưng thực sự thì cho dù đã thay đổi một số lời hát, những người yêu nhạc dường như không mấy ai quan tâm để ý đến chuyện ấy, thậm chí có nhiều người còn không biết đã có những thay đổi đó. Đầu năm 1975, khi ca sĩ Duy Khánh thực hiện băng nhạc Tiếng Hát Duy Khánh số 3, ông đã đưa vào băng nhạc này một ca khúc có tên là Đường Trần Lá Đổ. Điều đặc biệt là ca khúc này cũng chính là nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê đã được Duy Khánh viết lại một lời khác mà thôi. Nhưng băng nhạc này chưa được phát hành thì xảy ra biến cố tháng 4 năm 1975. Vì thế, mãi đến sau này tại hải ngoại, chúng ta mới có cơ hội được nghe Đường Trần Lá Đổ. Ca khúc này có nội dung thuần túy chỉ viết về tình yêu và thật sự không gây được tiếng vang nào đáng kể nếu đem so sánh với Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê trước đó. Bây giờ, chúng tôi xin gửi đến quý vị cả hai ca khúc ấy, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê với tiếng hát của Đặng Trường Phát và Phương Diễm Hạnh. Nối tiếp với nhạc phẩm ấy sẽ là Đường Trần Lá Đổ bằng tiếng hát của chính ca nhạc sĩ Duy Khánh. Chung vui đêm này cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương mai anh về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường
đường ai vẫn thương. Mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Anh ra đi vì nghe lời buồn quê hương, nhịp cầu yêu thương bao năm rồi vẫn còn đôi đường. Từ giã vô phương anh lên đường không vấn vương. Hỏi anh bao nhiêu thu rồi, xa xôi quê người mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Em ơi em ơi, trời Nam đau khổ, nhà Việt Nam cách trở, mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi cho dù trên đường dài tha phương, biển biển quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp em. Quê cũ mừng vui. Chờ mẹ Việt Nam nức nở. Mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi cho dù trên đường dài tha phương, biển biển quê hương xin anh còn giữ vẹn câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp em. Quê cũ mừng
Vừa rồi là nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê với hai tiếng hát Đặng Trường Phát và Phương Diễm Hạnh. Tiếp tục sẽ là Đường Trần La Đổ với giọng hát của chính ca nhạc sĩ Duy Khánh. Sầu chia phôi đưa anh vào cuối nẻo đời. Buồn ơi là buồn nghe mưa về răng mắt ai. Đường em đi xa vời, cao nguyên mây trời theo gió lộng. Người tình ơi ai hiểu cho tôi. Em ra đi vì theo cuộc tình kiêu xa, đường dài phóng ba anh quay về giết mộng an hòa. Hạnh phúc chẳng là khi đôi lòng nghe cách xa. Rồi đây đam mê chôn vui hoang vu quên đời, ôi khắc khoải nhớ người tình ơi ai hiểu cho tôi. Em ơi trời khuya lá đổ, đường trần ai đau khổ, đường trần ai giáng dở, đường trần ai nức nở, khóc cho mình hơn cả tình nhân. Em ơi, xin nhớ trong đời vẫn có một người thương nhớ em hoài, không nói nên lời, xin viết bài ca tặng người. Đêm nay mưa về, xin đừng về cao nguyên, để hồn giai nhân say giấc nồng bên cạnh tình quân. Người đã thương người xin ai đừng ngăn rẽ đôi. Còn tôi cúi xin đời cho tôi bên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà thôi. Cho mình hơn cả tình nhân. Em ơi, xin nhớ trong đời vẫn có một người thương nhớ em hoài, không nói nên lời, xin viết bài ca tặng người. Đêm nay mưa về, xin đừng về cao nguyên, để hồn giai nhân say giấc nồng bên cạnh tình quân. Người đã thương người xin ai đừng ngăn rẽ đôi. Còn tôi cúi xin đời cho tôi bên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà thôi. Còn tôi cúi xin đời
cho tôi bên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà thôi. Còn tôi cúi xin đời, cho tôi bên người trong giấc mộng mà thôi, chỉ thế mà thôi. Trong ngày tiễn đưa nhạc sĩ Duy Khánh đi về phía bên kia thế giới, nhạc sĩ Phạm Duy đã từng phát biểu: trong giọng ca Duy Khánh, nghe âm hưởng tiếng trống cổ thành, tiếng thông reo trên đồi vọng cảnh. Quả thật, giới yêu nhạc có thể xem Duy Khánh như một ca nhạc sĩ của miền quê sông Hương núi Ngự, của miền Trung nghèo khổ, khó khăn. Ca nhạc sĩ Duy Khánh đã vĩnh viễn ra đi vào năm 2003 tại Hoa Kỳ. Tiếng thông đã không còn reo trên đồi vọng cảnh. Xin thắp một nén nhang tri ân dâng lên người nghệ sĩ đã sống trọn đời mình cho âm nhạc, đã sáng tác và đã hát bằng tình cảm dạt dào dành cho quê hương, đất nước. Quý vị vừa đồng hành cùng chúng tôi với những tình khúc của nhạc sĩ Duy Khánh trong chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ 209 cùng chủ đề dòng nhạc tình thời chiến chiến của Duy Khánh. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin thân ái gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán thính giả. Ước mong mọi người sẽ tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho chương trình bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận, cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người quen, để góp phần bảo vệ, gìn giữ những gì còn sót lại từ một thời vàng son của nền âm nhạc Việt Nam. Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái nói lời chia tay và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình kỳ tới.